Nếu bây giờ mình hỏi các bạn một câu hơi riêng tư một chút, đó là các bạn có nhớ dư vị của nụ hôn đầu tiên hay không, thì các bạn sẽ trả lời như thế nào? Có thể đó sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào, nhưng rất có thể đó cũng sẽ là một trải nghiệm mà khiến chúng ta phải xấu hổ hoặc hối hận về sau, bởi vì thường thì ít ai làm tốt điều gì ngay từ lần đầu tiên. Và bộ phim mà ngày hôm nay mình sẽ review bắt đầu với một tình huống đơn giản như thế. Một cậu nhóc lớp 6 cùng với sự giúp đỡ của hai người bạn thân chuẩn bị cho nụ hôn đầu tiên với cô gái mà cậu thích. Không biết rằng ba cậu bé này sẽ bước chân vào thế giới của người lớn như thế nào? Các cậu có đạt được mục đích mà lúc đầu mình đề ra hay không? Chúng ta sẽ cùng nói chuyện về Good Boys, những cậu bé ngoan. Và yên tâm, video clip này sẽ không hé lộ nội dung của phim nên chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm của những bạn chưa xem phim đâu. Mình là Sương Mai và chúng ta cùng bắt đầu nhé. Được bảo chứng bởi hai cái tên Seth Rogen và Jonah Hill trong vai trò sản xuất, Good Boys đem tới một trải nghiệm cực kỳ hài hước và thú vị. Phim xoay quanh một nhóm ba cậu học sinh lớp 6 với tên gọi Beanbag Boys, một cách nói lái của Bad Boys mà tên tiếng Việt thì tạm gọi là Bòi Bánh Bèo nhé, gồm Max, Lucas và Thor. Max là một chàng trai ngọt ngào, tình cảm, đang say đắm trong những cảm xúc trong trèo đầu đời mà cậu dành cho cô bạn cùng lớp Brisley. Lucas là một cậu bé da màu, ngoan ngoãn, nghiêm túc và đặc biệt chân thành. Còn Thor khá hiền lành, nhút nhát, sở hữu giọng ca của một thiên thần nhưng chưa đủ can đảm để theo đuổi sự nghiệp ca hát mà cậu mong muốn. Với hoàn cảnh gia đình và tính cách có phần khác biệt, nhưng ba cậu đều ở trong nhóm học sinh mơ nhạt, không nổi bật tại trường học và đều rất ngưỡng mộ nhóm của Sharon, đại ca học đường có vóc dáng nhỏ bé nhưng phong thái cực kỳ tự tin, thu hút. Một ngày, Max được mời đến bữa tiệc tại nhà của Sharon, nơi cậu được hứa hẹn là sẽ có hoạt động kissing và chắc chắn sẽ là cơ hội tuyệt vời để Max có thể có được nụ hôn đầu với Brickley. Also, gonna be a kissing party. Lucas và Thor đương nhiên sẵn sàng giúp đỡ bạn mình trong kế hoạch này, dù ba cậu không hề biết phía trước mình là một hành trình đầy cam go và giờ khóc giờ cười. Là một phim mang hơi hướng phiêu lưu hài hước, rõ ràng phim sẽ chỉ có thể thành công nếu xây dựng được một cuộc hành trình đủ thu hút và nhiều sự kiện bất ngờ. Tớ khẳng định, Good Boys hoàn toàn làm được điều đó với liên tiếp những tình tiết, những khó khăn đặt ra cho các nhân vật. Họ muốn đạt được A, nhưng trong lúc đi đến A họ lại buộc phải giải quyết B. Khi cố gắng xử lý B, họ lại vô tình tạo ra rắc rối C. Và thế là họ ngày càng phải đi xa hơn rất nhiều với mục đích mà họ đặt ra ban đầu. Phim đặt các nhân vật vào một tâm lý cực kỳ dễ thương và gần gũi mà chắc chắn chúng ta đều đã từng trải qua. Đó là tâm lý của những đứa trẻ con học cách làm người lớn với một loạt những trải nghiệm khó quên. Lần đầu xem phim người lớn, lần đầu phê pha, lần đầu tiếp cận với rất nhiều đồ chơi tình dục mà cả ba cậu đều không biết ý nghĩa thật sự của những món đồ đó. Cả hành trình đi tìm mama tới tùy sắc với đầy áp tiếng cười nữa. Phim là một loạt các tình huống nhỏ và từng tình huống này đều được xử lý khá gọn gàng. Ví dụ khi ba bánh bèo cùng nhau tìm hiểu về cách hôn, thậm chí còn tập hôn với con búp bê lớn có kích cỡ bằng người thật của bố Thor. Mà chắc mình không cần nói thì các bạn cũng hiểu là con búp bê này để làm gì ha. How was it? Sticky. Why does she have hair on her mouth? Xem trên mạng và tập với búp bê không đủ, ba cậu quyết tâm ra đi quan sát và học hỏi từ thực tiễn bằng chiếc flycam mà bố Max đã dặn đi dặn lại là đừng đụng vào, mở rộng không gian khám phá, đồng thời cũng mở rộng những thách thức mà ba cậu bé phải đối mặt. Tất cả các chi tiết trong phim đều liên kết với nhau theo một cách nào đó, tạo nên một câu chuyện rất chặt chẽ, trọn vẹn và chắc chắn sẽ khiến bạn cười từ đầu đến cuối với những ngớ ngẩn đáng yêu của các nhân vật. Dù nếu khách quan mà nói, phim vẫn sẽ có những điểm xử lý hơi over so với thực tế, hoặc có đôi lúc bạn cảm giác câu chuyện phát triển có phần hơi nhanh. Nhưng vì nhịp phim được kiểm soát rất tốt, các yếu tố gây cười từ lời thoại, hành động, chi tiết đều cực kỳ thu hút, khiến bạn thực sự enjoy bộ phim mà không cần để ý đến những lỗi nhỏ mà phim có thể còn chưa tránh khỏi. Và cũng có một lưu ý nho nhỏ nữa mà tôi muốn chia sẻ, đó là phim sẽ hợp nếu bạn có suy nghĩ thoải mái và sẵn sàng tiếp nhận một sản phẩm giải trí mang nhãn R. Phim về ba cậu nhóc 12 tuổi nhưng ba diễn viên đều không đủ tuổi xem thì bạn biết rằng phim sẽ có nhiều ngôn ngữ, hành động và hình ảnh đi xa khỏi giới hạn rồi đó. Hãy thử tưởng tượng phim giống như là Superbad nhưng độ tuổi của nhân vật nhỏ hơn. Ngoài ra thì không khí phim còn khiến tôi nghĩ đến 14 Year Old Virgin của Steve Carell nữa, cảm giác vừa bựa lại vừa trong sáng ấy. Nếu bạn thích Superbad hay 14 Year Old Virgin, mình tin rằng bạn sẽ cực kỳ thỏa mãn với Good Boys. Một kịch bản tốt sẽ thật lãng phí nếu không có những bản hòa thân tuyệt vời của các diễn viên tham gia. Xây dựng được ba cậu bé có tính cách thú vị với những điểm khác biệt giúp bù trừ cho nhau, phim giúp bạn được đặt mình vào góc nhìn ngây thơ, trong sáng nhưng cũng đầy nổi loạn của những đứa trẻ. Thời điểm mà chúng ta nghĩ rằng mình đủ thông minh để trở thành người lớn, nhưng hóa ra ta không đủ thông minh để biết rằng điều đó khó đến như thế nào. Ba diễn viên nhí đã thực sự tái hiện thành công điều này khi ba cậu vừa khôn khéo, lại vừa ngớ ngẩn, vừa rất yếu đuối nhưng đồng thời cũng rất bạo dạn, vừa có phần ích kỷ nhưng vẫn cực kỳ chân thành và ấm áp.
Jacob Tremblay trong vai Max chắc chắn là điểm sáng nhất của bộ phim khi cậu bé đưa bạn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí sẽ có thể làm bạn bị vỡ mộng bởi hình tượng của cậu trước đó. Khó lòng tưởng tượng nổi đây là cậu nhóc trong Room hay trong Wonder năm nào, nhưng ý là khác biệt về nhân vật thôi, còn diễn xuất của Jacob thì vẫn thực sự ấn tượng. Điều thú vị là Jacob cũng không hề lấy mất hào quang của hai diễn viên nhí còn lại. Sự tương tác giữa ba cậu bé cực kỳ tốt, khiến tôi có niềm tin rằng Bo Bánh Bèo Ngoài Đời cũng thân nhau thật sự, chứ không chỉ là diễn xuất trên phim mà thôi. Bên cạnh đó, dàn nhân vật phụ xuất hiện vừa đủ cũng kịp tạo nên ấn tượng riêng về thế giới thú vị xoay quanh các cậu bé. Hai cô gái trẻ Hannah và Lily, những cậu bé cùng trường, tay cảnh sát tình cờ gặp trong cửa hàng tiện lợi, hay cả nhân vật búp bê có kích cỡ to bằng người thật nữa, hóa ra cũng góp phần đẩy tiến độ câu chuyện đi đúng hướng mà nó cần phải đi. Không thừa, không thiếu, cảm giác vừa đủ chính là điểm cộng rất lớn cho bộ phim này. Nói thật là cá nhân mình chẳng mong gì nhiều hơn ở một phim giải trí khi Good Boys đã làm quá tốt nhiệm vụ mà nó sinh ra để thực hiện. Có lẽ một phim hài mà mang nặng tính thông điệp thường sẽ tạo cảm giác hơi mệt mỏi cho người xem. Thật may là Good Boys xử lý tốt điều này với những thông điệp nhẹ nhàng, không nhồi nhét và không hề gượng ép. Phim rất tinh tế khi xây dựng ba cậu bé với những mục đích nhỏ khác nhau. Max muốn hôn cô gái mình thích, Lucas đang khủng hoảng khi cha mẹ ly dị, còn Thor thì muốn hát mà lại e ngại sự đánh giá của những người khác. Họ chơi với nhau không phải vì họ giống nhau, mà các cậu ở bên nhau vì tất cả đều tôn trọng những sự khác biệt ở người còn lại. Cái kết cho tình bạn của Boy Bánh Bèo là một trong những điểm tôi thích nhất ở phim, khẳng định rõ sự trưởng thành và thay đổi của cả ba cậu bé. Để cuối cùng, khi 90 phút của phim khép lại, tôi thực sự cảm thấy thỏa mãn với cuộc hành trình thú vị mà tớ vừa được đồng hành. Xét về mặt cảm xúc và tính giải trí của cá nhân tớ, phim chắc chắn đạt điểm phê. Đừng bỏ qua nếu bạn thoải mái trong cách tiếp nhận và mong muốn được cười, được bựa, được hư một chút cùng những cậu bé ngoan nhé. Còn khách quan lại, tém té một xíu vì thật ra thì rất có thể phim sẽ không buồn cười chút nào nếu bạn không hợp với gu hài hước của phim. Thì điểm số cuối cùng mà tớ dành cho Good Boys là khá phê. Và đó là những suy nghĩ của mình về bộ phim Good Boys, những cậu bé ngoan. Không biết là video clip này có khiến bạn muốn xem phim này hay không? Và nếu như bạn đã xem phim rồi thì bạn nghĩ phim như thế nào? Đừng quên hãy để lại bình luận để chúng ta cùng trao đổi và trò chuyện thêm với nhau nhé. Rất cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình trong video clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn sớm gặp lại trên Phê Phim. Is looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.